Xin chào các bạn ha. Bữa nay là mình mới đi mua 3 cái cá chê lai về để thả vô cái bồn của mình đó các bạn. Bây giờ mình đem ra ngoài bồn để mình để nó lên trên cái bồn cho nó quen với cái nhiệt độ nước ở môi trường cho nó nghi cái nha các bạn. Ngâm vô trong đây. Rồi sau đây thì ngâm mình đi một khoảng cỡ 30 phút sau đi, mình đã thả ra. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô chuồng gà để xuống ổ mấy cái bầy gà mới nở nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Rồi sau khi mình ngâm cá xong, bây giờ mình vô trong chuồng gà để mình xuống ổ bầy gà nha các bạn. Nay gà hôm nay nở rồi các bạn, sáng mình đi mà nó nở rồi. Trước khi ấy thì mình cho gà ăn trước đi. Mấy bầy gà con ăn trước đi. Đây 6 con. Này bữa nay được 1 tuần nữa các bạn. Này chắc tháng quá. Bữa nay nó chắc tháng. Rồi đây mình cho 3 chú gà con. Này 3 chú gà con này là mình mới bữa trước là nó ở bên đây các bạn. Mình dời qua bên đây và bắt con mẹ ra, tách mẹ luôn. Giờ mình cho nó ăn để mình xuống ổ gà kia. Wow, sao bồ câu này nó lại bỏ trứng ngoài này. Wow, bể rồi, bể trứng nữa bà. Sao mà nó tạo bên đây trời. Ở đây, gà này nó xuống ổ luôn mà, tự xuống luôn nè. Mình chưa kịp xuống rồi là nó tự xuống luôn nè. Đây, con của nó nè bà. Một con. Hai con, để lên nè. Bốn con rồi. Quá đẹp quá. Sáu con. Tám con. Mười con. Ủa con này mới nở nè bà. Ngày mới nở nè. 11 con. Giờ là con trứng này gần nở rồi bạn. Đây. Trứng này gần nở rồi. Để đây cho chút nó nở rồi bạn. Là còn 4 trứng này. Mình sẽ ra ngoài này mình để vô nước cho nó có sống hơn các bạn. Đây. Đó.
Trứng nào nó nhúc nhích là nó có con trong đó nó còn sống, có khả năng nở thôi mà. Trứng này nhúc nhích nữa mà. Đây nè. Con nó nằm ở trong, nó lắc qua lắc lại thôi. À, trứng này có trống nha. Trứng này nhúc nhích nè bạn. Còn hai trứng này là không di chuyển, không nhúc nhích là nó đã hư. Cá mình để cho nó quen với môi trường nước nha bạn. Mở cửa cái ra ngoài liền ha. Bây giờ con này nó không nuôi con nó nữa thì mình gửi nó qua bên đây đi bà. Gửi hai trứng này qua đây. Gửi con gà này nó. Con này mới nở còn hơi yếu à. Đúng ra nó phải ấm con nó đó. Bây giờ mình để cũng nửa tiếng nha các bạn. Bây giờ mình khui nước, mình khui ra để mình thả nó các bạn. Ngày bữa nay mình mua là 3 kg cá giống các bạn. 3 kg, 1 kg 9-15 ngàn, 1 kg khoảng cỡ người ta nói là được 50 con. Người ta cho ăn cơm gì mà thấy có cơm nó chảy ra nữa. Rồi. Ở đây đi. Nước mấy lá này ra. Bông hồng rớt xuống quá trời. Wow, có con này bự nữa mà. Có bự có nhỏ. Không đều quá. Nhỏ lên ngớp liền thấy không. Này chắc chiều ta cho ăn rồi mình mới đi mua buổi chiều à. Sáng mai cho nó ăn. Rồi vậy là mình đã thả xong 3 kg cá chê lai nha các bạn. Đây. Vớt mấy cái lá bông hồng này nó rụng xuống. Đó, thấy không các bạn? Lên ngớp đi hả? Rồi. Đây rồi. Đây cái ống thoát nước của mình đây.
Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ha. Các bạn yêu thích hãy đăng ký kênh để nhận những clip tiếp theo của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt các bạn nha.